quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả và anh Huy có biết không, gần đây chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nhận được rất là nhiều thư của khán giả ở khắp mọi nơi luôn đó. Bên cạnh đó nha, còn có rất nhiều những cuộc điện thoại nè, góp ý cũng như là nhờ tư vấn và chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm đó anh Huy. Thì mình cho phải ra tay chứ. Nhưng mà anh Huy ơi, có nhiều cái khó lắm, em suy nghĩ hoài mà không có ra. Món gì mà khó dữ vậy Minh Châu hả? Như là có khán giả đề nghị làm một món rau, tuy nhiên là phải có nước sốt để chấm với thịt luộc. Đó, anh Huy thấy khó chưa? Em bí rồi. Ra cũng không khó lắm Minh Châu à. Hôm nay anh sẽ giúp cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả đó giải đáp những cái thắc mắc của cái món mà em yêu cầu, được không? Thì anh Huy nói lẹ đi, anh Huy nhồng nhau quá. Câu trả lời cho quý vị khán giả sẽ là món gỏi rau nước tương. Chà, cái món này nghe lạ nè, hèn chi mà em không biết đó. Vậy Minh Châu có muốn cùng với các quý vị khán giả đây tìm hiểu cái cách làm như thế nào không? Dĩ nhiên là có rồi, anh Huy hãy trổ tài đi. Vậy xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi, chúng ta sẽ vào bếp với món gỏi rau nước tương nhé. Để chế biến món gỏi rau nước tương này thì chúng ta cần có khoảng 2 trái dưa leo, nửa củ cà rốt, rau mầm, kinh giới, ngò rí, 150g thịt nạc dăm, hành tím băm, hành tây băm, gừng băm, tỏi băm, bột ớt, mè rang, tương ớt, dầu mè, ớt băm, bột nghệ, một số gia vị thông dụng, hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và nước tương Lisa. Trước hết là chúng ta sẽ cắt thịt với cái độ dày vừa phải. Theo là anh sẽ sắc sợi. Bây giờ anh Huy sẽ ướp ha. Nước tương Lisa nè, nửa muỗng cà phê, nửa muỗng hạt nêm Aji ngon nè. Tiếp theo sẽ là nửa muỗng tiêu, 1/3 muỗng bột nghệ, 1/4 muỗng bột ớt, và cuối cùng là 1 muỗng cà phê hành tím băm. Rồi, trộn đều lên. Công đoạn tiếp theo sẽ là cắt dưa leo và cà rốt ra từng sợi, và kích thước thì cũng mỏng mỏng giống như là cái miếng thịt mình vừa cắt gì đó Minh Châu. Và trái dưa leo thì chúng ta sẽ bỏ cái ruột ở trong để cho món gỏi không có bị ra nhiều nước phải không anh? Đúng rồi, mặt khác là bỏ ruột đi thì sẽ giúp cho món gỏi có cái độ giòn hơn. Cà rốt này mình cũng cắt giống như cỡ dưa leo gì đó ha. Tiếp theo là rí nè, rồi cả rau kinh giới nữa, anh Huy cũng sắc nhỏ nha Minh Châu. Dạ. Món này anh Huy kết hợp cái rau kinh giới để trộn salad, do đó sẽ có mùi thơm đặc trưng rất là ngon. Em sẽ ghi nhớ cái điều này. Đối với món gỏi rau nước tương thì quý vị khán giả nhớ sử dụng rau kinh giới, như vậy sẽ giúp cho món ăn có mùi thơm đặc trưng và ngon hơn. Rồi, chảo nóng rồi, hai anh em mình sẽ cho dầu với tỏi vô phi thơm để mình xào cái phần thịt nạc dăm đã thấm gia vị ha. Dạ. Cho chút xíu tỏi vô nè. Ít thôi anh. Rồi, ít thôi, được rồi em. Đó, mùi thơm bốc lên rồi. Cho toàn bộ thịt này vô, xào xăng. Rồi, vậy là được rồi. Để tạo thêm sức nóng cho cái khi mà xào thịt này, anh Huy cũng có thể cho chút xíu nước vô ha. Đây, cho chút xíu nước vô. Ít thì thôi anh Huy. Ít vô chút xíu nước thì sẽ tăng cái độ nóng cho cái thịt mau chín hơn. Bây giờ thì thịt vừa chín tới, em đừng có xào lâu quá. Em tắt bếp nha. Được rồi, anh sẽ cho ra cái dĩa này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giai đoạn cuối bằng cách là pha nước trộn. Ở đây anh Huy có chuẩn bị sẵn một muỗng canh nước, nước lọc bình thường thôi. Bây giờ anh Huy sẽ cho tiếp vô nước tương Lisa ha. Chúng ta sẽ cho một muỗng canh nước tương Lisa vô. Tiếp tục là 2/3 muỗng canh giấm gạo Lisa. Tiếp tục sẽ là một muỗng rau kinh giới và ngò rí hồi nãy ha. Một muỗng canh mè rang. Một muỗng canh hành tây băm. Một muỗng cà phê ớt băm. Một muỗng cà phê gừng băm. Một muỗng cà phê tương ớt. Tiếp theo là một muỗng cà phê dầu mè. Wow, có dầu mè thì sẽ rất là thơm phải không anh? Em trộn lên cho anh. Thì là được rồi. Dạ. Giai đoạn cuối đây, anh Huy sẽ cho toàn bộ cà rốt nè, dưa leo cho vô đây và cả rau mầm nữa. Trộn đều nhẹ tay thôi. Thực ra công đoạn này là để mình đảo đều cho cà rốt, dưa leo và rau mầm đều với nhau. Còn cái sốt này anh đã làm sẵn rồi, mình chỉ cần chế lên thôi. Khi phục vụ thì mình sẽ trộn lên ăn tại bàn.
Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối là anh Huy sẽ cho ra một cái dĩa để trang trí cho đẹp. Rồi anh Huy sẽ cho phần rau này lên nha. Thấy đủ màu sắc chưa? Dạ thấy rồi. Anh sẽ gấp phần thịt xào đã nguội cho lên. Đây. Và chế sốt lên là được rồi. Chế một ít sốt lên nha. Ớt nè, chúng ta cắt sợi rồi ngâm với một ít nước. Dạ, nó sẽ cong lại. Rau kinh giới. Cắm lên trên. Cắm lên trên. Rồi, một chút xíu mè nữa. Đúng rồi. Cắt lên luôn. Vậy là đảm bảo yêu cầu của Minh Châu rồi đó. Nhưng mà để đảm bảo cái niềm tin của em đối với anh sẽ cho em thử ha. Dạ, đúng rồi, cho em miếng rau. Rồi, cà rốt nữa. Anh gấp ở nơi mình có đủ cái nước sốt luôn. Dạ, em cảm ơn Huy. Em sẽ ăn thử miếng rau có giòn không nha. Độ giòn tự nhiên của cà rốt mà. Nước sốt chua chua, thanh thanh. Thịt mềm mềm, thấm gia vị. Anh Huy, chắc em phải cho anh Huy 10 điểm quá. Cứ mỗi khi kết thúc chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì Minh Châu luôn muốn nhắc lại với quý vị những điều như sau. Thứ nhất, hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thứ hai, số điện thoại của chương trình là 061-882-6188. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại!